Nhà mình đã trở lại kênh YouTube của nhà hàng Kiên Giang chuyên về dòng xe neo. Nay nhà hàng Kiên Giang tiếp tục lên clip sửa xe nữa. Thì clip của nhà hàng Kiên Giang không gài ngưng 2 ngày, thì nay cũng tiếp tục là với công chuyện của em là sửa xe anh em. Thì nay em làm mấy xe cù cho mấy anh em rồi nè. Mấy xe cù không gài anh em gửi lại cho em cũng hơi lâu nè. Nay chiếc xe này của anh Lê Thanh nè, anh mới nhờ em sơn giày áo giày áo thì về rồi thì em giải quyết chiếc xe này. Với bữa nay em làm một chiếc xe này của anh trai đến từ 67 là L2 L2 là chợ mới hay gì đây nè. Anh trai ngại không có ra mặt nha, thì em cũng đại diện đứng nói luôn làm luôn. Ở dưới em có nhận một chiếc xe của anh trai, chiếc xe bạc này nè bằng biển số 93H5. Thì chiếc xe này em cũng thông báo cho anh trai biết là xe này hạ cánh an toàn rồi, chừng nào tới tài em sẽ làm sẽ thông báo cho anh trai biết đó. Dưới này em giải quyết mấy cục máy nữa, máy thì em nhận cũng hơi nhiều anh em, tại em nghỉ 2 ngày nó hơi dồn á, ra cái đống máy này cũng 4-5 cục á. Thì cái máy này em nhận của anh Toàn trước này, em sẽ làm cho anh Toàn trước nha. Còn mấy cục kia em nhận sao em sẽ làm sao nha. Thì mấy cục máy này của anh em gỡ em nó thì coi coi nhắc em nghe, nhiều khi em cũng quên anh em nhiều lắm. Thì bữa nay em làm nay cũng làm 3 tài 4 tài nghe nè, 4 tài. Thì nghĩ không gậy nó dồn. Thì bữa nay nhính ra gáp chiếc xe này cho anh trai Sóc Trăng nè, gắp cho nó rồi viết giao cho anh thì dẫn vô dẫn ra ngoài chặt chỗ quá. Ủa, bây giờ cho mấy anh đợi mình nè. Thì tình trạng xe này không gài thì đẩy lâu quá biết còn đầy nổ không đây biết nữa. Thì anh trai có nhờ anh đi gỡ sơn qua áo sơn rồi, thì phải tới cái máy làm cái máy cho nó ngon. Ủa, trên này chơi xì quá mất cây lắm trên mà đâu có đầy được, nó lấy ra chơi này. Nhưng cái máy này nó không có kêu rồi nè, nó kêu lạch cạch này thì không có đợi được rồi, để cho mấy anh đợi nó mở ra làm sao cho nên mình coi giải trí chơi. Chiếc xe này lại đây nãy chạy nó cũng yếu xìu à, nó yếu mà nó cũng máy cũng kêu nữa, ra lúc nãy nó không quay nữa, con đợi làm riết tại bữa nay nó cũng hơi dồn đó. Ra gỡ là lẹ làm cho nó nhanh. Máy này có làm rồi anh em, máy này chung đồ đạc bên trong này kia là làm rồi. Chiếc xe nó mua ở trong còn ghi gì trong này để mở ra ở trong còn ghi không nha. Máy này của anh Toàn Đồng Tháp, Toàn có nhờ em là máy nóng bị vọng lồng, ổ nồi bị xào, nồi xào thì bây giờ mình lấy ra mình không xào nó nghe anh em, mình luộc nha. Ra trong bọc bị quá trời, ra của máy này bóng dữ vậy ta. Máy này nó trắng bóc nghe, máy này trắng tinh nghe, mà chắc cục của GT à, cái mắt này mắt đọc GT nè. Máy anh Toàn cứ gửi cho em theo mình xăng con, anh nói bị chảy xăng dư gì nè em. Thì mấy cái hệ xăng dư em không có làm cho anh em chỉ canh chỉnh bình xăng cho anh em thôi, xúc rửa thôi. Xăng dư nhiều khi bông tua nó mọt đó, anh em phải lỡ mấy người chuyên phục hồi bình xăng con á, em xử lý cho em không có đồ đạc làm mấy cái này nè. Cục máy này em nhận cho anh Toàn á, thì máy với bình xăng trong thì cũng không có cần đạp, không có cần số nha, máy chịu lỗi nha. Rồi chúng nó để chúng nó mở ra là rồi mang để mình máy gã xong chưa này, quay cho anh em coi review chơi là chiếc xe bản số 67 L2 nè. Cái máy này anh trai kiểm tra cho anh em á, thì nó làm rồi trên rồi không có còn zin nữa, rồi thay chuông lô luôn rồi, chuông lô bố lô bố dáng bố vớt bê tông lô này. Giờ này báo chủ xe biết luôn, chủ xe mua người ta bao bao máy giữa chưa trẻ mà máy trẻ rồi nha. Nè keo dán tà le hết trơn nè, dán bít luôn đường nhớt luôn nè đó, dán keo mà không có một chút xíu khoa học nào chứ, không hiểu biết gì động cơ máy luôn đó, làm sao mà làm máy ngon được. Mà đừng nhớt người ta bít hết trơn còn cái gì nữa đâu mà chạy được mà ngon. Giờ là có thay bật đạn rồi luôn rồi nè,
Nè, thấy một đạn NTN luôn nè. Gin gin mình không có đóng vào đạn này anh em, không đóng xong số này. Rồi đại khái gì đi, cục má này chủ xe có theo cũng dễ mà. Chút làm gì rồi qua cho em mình coi tham khảo chơi. Cục máy của anh Toàn Đồng Tháp nè, em gỡ rồi luôn rồi nè. Máy của anh Toàn Đồng Tháp đó, thì anh Toàn nói với Tông có lên code rồi, xài với Tông Đại Minh Châu. Tông với Tông hiệu gì đây? Cái Tông này thì cũng báo cho anh Toàn biết luôn, cái Tông này không phải Đại Minh Châu nha anh Toàn. 110 nè. Nè cái hiệu NBBBR vậy đó. Tông Đại Minh Châu mình không có đóng hiệu này nha anh. Tông hiệu gì vậy? Tông hiệu lão quắc à. Hiệu gì thì em có quay cái hiệu đó này, nghiên cứu mình sạch mình biết thêm nha. Tông ở nhà em á thì anh chỉ có làm cái đầu nồng với cái nồi à. Cái nồi thì chuông có vớt rồi nè. Chuông vớt chuông rồi nè. Xài bố cũ, đã cái bố đã cũ rồi, đã mòn rồi, anh em nghĩ đi mà đi đi vớt thêm cái chuông nữa rồi làm sao mà xài được, từ chỗ đó mà chạy không nghiêm đó. Cái máy này bên trong thì máy giữa máy dên này còn nghiêm này anh em, cái này ngon nha. Máy này ở giữa nguyên cái bụng ta chưa trẻ nè, là mặt đạn bọng này kia người ta một màu, một là màu nhớt này kia, đóng cũng một màu một luôn nè. Thì em này cái máy giữa hả? Ngon thì em giữ luôn chứ em không cần phải chẻ nha. Em chỉ làm cái nồi lại với làm cái dàn hơi nữa thôi. Là cho anh chạy hoạt động là ok, chứ không cần gì phải chẻ cái máy này chứ. Chẻ sau này có hư dên hoặc hư lốc hoặc hư số này kia là mới chẻ cái máy thôi. Chứ tự nhiên mà cái máy ở trong mà cái dên còn ngon, số còn ngon, lốc còn ngon mà anh em chẻ ra nó uổng dữ lắm. Không cần phải chẻ cái máy này đâu. Cần làm cái dàn nồi lại cho nó trên tàu Đồng Tháp mà. Xài được rồi. Đâu có gì đâu mà cần chĩa máy. Cái này chắc kiên toàn về ghim đi. Để bê tông tầm bậy sao xài được. Rồi cái cục máy này, xe này mới để gỡ gần xong luôn rồi nè. Cái này coi đồ coi, sao mới để. Để bê tông gì vậy? Cái này chạy bê tông KTM nè. Trong này cút máy là chút lấy đồ đo cút luôn coi. Này chuông, này chuông mới luôn nè, nguyên bộ nồi mới KVH. Chuông mới, bố mới luôn. Chuồng heo mới. À, chú xe này cũng chịu chi với cái bộ nồi này, chi mới chơi rồi nè. Trên này cục máy là chú xe có làm cũng làm cũng tới đồ nên nè, xài cũng được xịn không á. Được xịn không đây mà chạy cái máy nó cũng còn kiểu cạch 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 á. Chút đồ rồi cút máy này. Hôm nay tụi em đang gấp chiếc ghim này cho anh Hoàng Sóc Trăng luôn nha, để hệ thống đang gắt gắt chút xíu nữa cho anh em nghe tiếng máy chơi. Sao vậy, cái máy này còn cái gì được nứt cốt không? Còn. Cơm lóc cơ, nắm lóc còn cháy lóc không? Rồi thánh địa đâu làm rút lóc nữa rồi. Xe này làm đồ cũng tối cao nghe anh em, phải dẫn dặn vừa đâu nghe anh em. Đó, làm đồ tới mức độ này để mà chạy còn không được đó, vẫn chơi nghe anh em. Vinh mới luôn nè. Vinh hãng luôn nè. Anh em vô dên mà rút lóc là tiêu rồi. Bạn xuống mạng nghe nè, cái lóc nó cháy đen lùi chơi nè. Nó cháy lên đen cái này đây, đóng lốc là ga không muốn nổi mà. Thì trong cái máy á, những anh em tạo ban á
Em cũng ít có nói lắm. Anh em tạo đi thì hậu quả làm sao á, thì anh em bỏ tiền ra mình trải nghiệm biết nha anh em. Thì khi em nói rồi mất công mình chê người ta làm bài này bài kia lu bu lắm. Ví dụ như bố dán bố nè, cái tông lô nè, đi bê tông không đúng neo nè, lóc khui chà neo mà đem đi rút lại nè đó, là đây là những nhân chứng sống không đây nè. Nếu mà anh em làm im á không bao giờ tìm em cam kết điều đó 100% đó. Còn anh em mà chế cháo tạo ban trong cái máy như thế này nè, buộc là phải không im rồi đó. Thì tác hại không im mà khi mà anh em rút cái lốc á như thế nào, hoặc là anh em xài đồ lô nó không im là như thế nào, anh em bỏ tiền ra trải nghiệm đi, giống như chủ xe đi là biết à đó. Em nhiều khi cũng không nói nhiều, nói nhiều đụng chạm đến những anh em làm đồ lô là một, chế cháo là hai đó, là mấy cái đó là mình nói ra nhiều khi nó dễ đụng chạm dữ lắm. Thì em bây giờ anh em là cứ chế cháo thoải mái, cứ vô đồ lô thoải mái cho em, khuyến khích anh em vô nhiều vô là đem thay hết, dục bỏ hết. Vậy đi anh em nào tốn tiền biết liền à, anh gì mình nói quá là nó đụng chạm những anh em xài đồ lô nữa, nó ác vậy đó. Rồi bây giờ cái mấy cục máy này em gã ra quay chi tiết anh em coi hết trơn đó. Cục máy này vô dạng không phải vừa đâu, cũng dinh mới nè, lòng bê tông cốt một nguyên một nồi hãng mà chạy còn không được đó, còn mà vô đồ lô thì nó còn tệ hại hơn nữa. Vậy em sẽ điện chủ xe làm thế nào quay cho nên mình coi từ chiếc luôn. Rồi tới cái phần em có tham khảo ý kiến chủ xe hết trơn rồi thì thay cái gì thì em quay cho anh em coi. Thì đây là cục máy của anh Toàn Đồng Tháp nè, cái máy này em quyết định không không có chẻ máy nha, em chỉ làm cái phần nồi với cái phần đầu nồng thôi. Còn cái cột chiếc 67 á là có chủ xe đi theo rồi, thành ra em không quay cục luôn, chủ xe đi theo đó đang đứng xe bịch đó, nguyên mâm bí kíp của em đó. Đó thì chủ xe xé rồi vô cái máy mình vô cái gì rồi chủ xe biết rồi đó. Còn cái phần này cục máy của anh Toàn á thì anh Toàn kêu em nó phải cái lòng mình về ghi nè, không có cần phải sấy gì nữa chứ, bỏ luôn dĩa tăng đa luôn, với em làm cái nồi bỏ bố và càng bỏ bố lá là xong đó. Thì cái phần của anh Toàn thì thay cho anh Toàn cái lồng neo kim nha, nè lồng Honda chính hãng neo kim, lồng lồng mới luôn. Thì em đi bạc cái tâm thái cái nồi đó, thì em thay lại cái chuông FCC cho anh Toàn. Bố lá thì em đi bố lá hãng, bố lá hãng ba càng, em xài ba càng hãng luôn, nó ba càng mới chứ không có xài ba càng cũ dán nha, nè xài đồ mới nha. Rồi trong cái cục máy nguyên cái bụng em để giữ nguyên đó, em gáp vô chút xíu là cho bạn đợi lên test cái máy nữa. Bây giờ tới cái phần cái đồ máy của chiếc FP của anh Lê Thanh nè. Cái phần cục máy này của anh Lê Thanh thì em anh kia em nhờ anh kiếm cái bụng đẹp nha. Đó, bụng đẹp thì nói chung là nó đẹp từ trong đẹp ra nha anh em. Bụng này kiếm cho anh cái đời 2021 nha. Nè. Đây cái đây nè, nói chung là bụng này chưa vệ sinh nha anh em. Anh em coi là biết chưa vệ sinh là biết nghe nè, đắt cát không nè. Khi mà em mua đó là em phải mua những cái bụng chưa vệ sinh cho nên em dòm đồ nha, bên trong đẹp thì là em lụm nè. Chứ vệ sinh nữa là sạch rồi chứ không có gì hết. Em coi bên dê bên số nè, cốt tải này kia nè, còn 99% nghe nè. Nói chung là đồ đẹp mà đâu có đường nào mà chê được đâu, nó chỉ dơ thôi. Dơ thì mình rửa rồi xong rồi không có gì mà bạn chứ, trong nó trắng tinh như ngọc trinh, chạy nó chưa có đống nhớt lên em biết rồi đó. Thì cái xe này thay cũng nhiều đó, tại vì cái xe này á là ảnh đúng lý là cái đồ này không thay nữa. Bây giờ bỏ ra anh về anh còn cái còn mấy chiếc neo ở nhà đó, đưa vô dưỡng cài vừa nghe em, dên vọng này kia lóc nè. Mà cái lóc này bây giờ là em cũng phải mắc đi xử lý cái lóc này lại đây nè, chứ đâu phải là gấp vô là được đâu. Này cái lóc này cái lóc bên số nè đó, em mắc đi xử lý là một là phải làm cho nó trắng đẹp lên nè. Nó bây giờ thì có cái máy làm sạch nghe anh em sẽ có cái máy làm đẹp mấy những mấy cái lóc rồi ra, bây giờ mình phải xử lý cho nó đẹp lên. Tại cái xe này anh về anh dọn mới buộc phải xử lý đẹp lên, em phải gỡ thêm cái ban mà khò lóc nè, bị bóp cái lóc nè, em phải xử lý thêm cái ban này nữa, thành cái hơi lâu cái máy này. Với anh nhờ em là gam cái đầu bò này nè, nó đầu bò này em giữ lại xài lợi nè, nhờ em gam cái đầu bò này xử lý này cho mới lên luôn nè.
Còn cặp nóc này thì nó cũng có chóc liêu riêu không đến nỗi đâu. Thì về cho ảnh ở khu vực cái sân ảnh của chỗ mới thì cho ảnh tự sơn đi. Chứ em cũng không có nhận sơn nữa. Nhận sơn thì bây giờ cái xe này giam không gầy có mấy tháng nay rồi, sơn cái nữa nên nó lâu mất thời gian nữa. Xe không gầy nó đồn nó dồn em dữ lắm rồi. Em giờ kiếm cái nào phương pháp nào lẹ lẹ đang sở cho anh em chứ. Em nghỉ 2 ngày nay quá trời nó cù rồi. Thì nắp thì về cho ảnh, về ảnh cho thợ nó chiên sơn đi. Bây giờ em sơn cũng được đi, nhưng mà khi sơn cái lốc á đem về, tại mỗi cái lò sơn khác anh em, pha không có giống công thức đâu. Thì cho người ta sơn cái một cho nó đồng màu với nhau nhìn nó đẹp. Đưa cho em sơn cũng được, nếu mà sơn cái gì cái màu người ta sơn nó chất quất là nó không giống nhau là gì. Thì trong cái bụng thì có cái củ đề rồi, nó lấy cái củ đề ra. Thì củ đề này bỏ luôn là tha dẫn cái củ đề thái luôn nha. Củ đề theo xe tới giờ nó cũng đem thù lùi vậy. Tệ lắm rồi. Rồi bây giờ em sạn đồ ra, đặng em mấy cái này thì chắc em đóng rối đỡ cho ảnh. Cái này thì cái phần lồng vào cái tông, cái lồng này nó bỏ luôn nè, lồng này bỏ luôn, em thay lại dẫn lồng mới luôn nha, dĩa tăng đa luôn nha. Cái lồng này bạc cái tông có lên cốt nha anh em, lên cốt rồi. Bộ nồi này bộ nồi hãng luôn nè, anh giữ lại luôn nè, gỡ gì cho anh hết, cho anh vô mấy cái xe cài vừa đi. Em thay nguyên cái bụng thì nó có nồi, nó có dên lóc rồi, em thay thêm cái lồng mới nữa là xong, lồng bạc cái tông mới nữa với tàu bộ em xử lý mới nữa làm gấp vô. Thì cái xác xe này của anh nằm đây nè, em gấp lên máy lên hình cho anh em nghe tiếng máy. Cái xe này nói chung anh vô đồ chơi cũng nhiều đó nha, vỗ phá mất cây này kia cũng tùm lum hết trơn. Đồ cho mấy để mình gắp vô chân cho anh em nghe tiếng máy nghe nè. Tức cái phần em review đồ cho anh Lê Thanh nè, Thanh Lê gì đó, em cũng không cần cái tên đó. Thì đã thấy cái nick Zalo để vậy em kêu vậy luôn, chứ không biết tên anh Thanh thật ở ngoài là tên gì em không biết luôn. Thì anh Lê Thanh á thì có yêu cầu em á thì làm thêm cái vụ mà vấn đề mà cái xử lý cái đầu bò cho mới nè, cái lóc cho mới nè. Đây em có xử lý xong rồi nè. Thì nhờ con cái là máy móc xử lý anh em, chứ em mà kêu em mà xử lý bằng tay chắc chết em luôn á, biết sao làm nổi ra được cái đầu bò này nữa đó. Cái này là đồ cũ em làm mới lại nghe anh em, chứ không phải đồ mới nghe anh em, dòm qua tưởng đồ mới không đó. Đó thấy chưa, thì cái công nghệ của mình bây giờ làm đạt đỉnh lắm nghe anh em, làm nhìn như mới đó anh em. Dòm đó, dòm xương qua là nói là đồ mới không đó. Thì đây là một cái công thức anh em, máy móc mới làm được ra cái vấn đề này nha. Thì chừng nữa em sẽ chia sẻ cho anh em cái chỗ làm mới cái chỗ này nè, kế em luôn nghe, gần em luôn đó. Thì làm cái này bằng máy móc làm nghe, chứ không phải tay chân mà làm được ra như thế này đâu. Thì những anh em gắp những cái máy mà tại sao có những cái lốc đen, cái lốc trắng, thì đây là cái lốc trắng nè. Là anh em phải yêu cầu em nghe, cái này phải yêu cầu mới làm thêm, cái này là dịch vụ làm thêm nghe, chứ em cũng không làm mấy cái vũ quỷ này nữa. Nè. Cái lốc máy anh em thấy không, nó dơ, nó thấy gớm, nó giờ nó làm một cái như mới nha. Đó. Chứ không có tay chân nào mà rửa được vậy cho nghe. Nếu anh em nào mà nói mà rửa trắng được vậy đó, em đưa cho rửa. Em còn nguyên đóng lốc cỡ khoảng chừng này. Đó đó. Căng rất tính tắn cũng cỡ tắn á. Em đưa cho rửa bằng tay. Rửa được bằng tay đẹp vậy em tặng cho hết luôn á, em khỏi lấy cái nào á đó. Đó thì rửa cho đẹp cho em nha. Thì cái này là qua máy móc rửa hết nghe em, nói chung là có máy móc rửa mới được, người ta phải thêm công thức, nói chung là tùm lum tùm la, mình không có chuyên sâu mà. Thì em chỉ cho anh em thêm cái thông tin kiến thức vậy thôi. Thì em sẽ mai mốt em sẽ cho anh em một cái số điện thoại cho thợ thầy nè, còn muốn làm trắng đẹp như thế này đó để anh em liên hệ trực tiếp mà mình làm đó. Thì em cũng đang làm nè, thì em làm lâu lắm rồi em mới có giới thiệu lên, tại vì làm cái này thứ nhất là nó tốn kém anh em, nó phải tốn tiền nha, chứ anh em không thể mà làm không tốn là không được. Khi mà anh em làm mới sáng cái này đó là anh em biết rồi nè, là nó tốn kém dữ lắm rồi nè, không có nhiều, thì nó cũng khoảng chừng vài trăm ngàn có 1 triệu bạc trở lại à, không có nhiều. Trong cục máy anh em đó nó trắng như mới hết trơn rồi đó. Đây nè, cái lốc số này em cũng xử lý trắng hết trơn rồi nè, nói chung là như lốc mới nè em ơi. Đó, trắng từ trong ra ngoài nha, không có cái gì mà từ dưới lên trên, không có gì mà cũ hết trơn á. Thành ra đây là cái dịch vụ anh em yêu cầu em làm thêm, em mới làm thêm. Tại vì khi thời gian anh em làm cái này tốn mấy tiếng hồ anh em, 2-3 tiếng đó, chứ không phải mà tự nhiên anh em làm cái ga rửa đem vô liền, không có đâu ạ. À, phải qua máy móc hết trơn đó, chung phải có cái máy chuyên dụng làm trắng đẹp cái này nè, đó là anh em mới làm đẹp được vậy. Rồi thì em nói xương qua cho anh em nắm vậy thôi. Thì cái phần cục máy con Lê Thanh đó thì em mấy cái phần này đồ cũ giữ lại, đầu bò này em làm mới đẹp rồi nè. Thì củ đề này nè mới luôn rồi nè, phải mới củ đề này của thằng gã xe như mới vậy đó. Thì trong cái bụng hồi nãy nè, thấy không, nguyên cái bụng vậy đó, em gỡ hết trơn từng chi tiết nhỏ cái gì nè, nó gỡ ra em gỡ ra sạch sẽ vệ sinh xong. Thì cái phần này là phần bạc của tông thái đây này, cái quan trọng thì em xài đồ mới nha. Cái nào không quan trọng thì đồ cũ mình vẫn giữ lại, như đầu bò nè, cặp nóc nè, lóc này kia này mình giữ lại đồ cũ nè. Lòng thì xài cho anh em lòng khu Chanel nha. Đó lòng này gì em đang xài qua lòng neo kia mày.
Vậy cũng thông báo cho anh em biết chứ lòng thái vậy em mua cũng hết hàng nha anh em. Để khi nào có mua đó thì em bán lòng thái cho anh em. Hiện tại vậy có neo kim, xài đỡ neo kim đi. Thì hằng giờ không có chó bắt mèo chứ sao giờ. Đó bắt mèo luôn. Mà cam kết em là đồ chính hãng à chứ không có chơi đồ lô à. Rồi giữ nguyên cái mâm bí kíp này từ xưa giờ em đã nói nhiều rồi nghe anh em. Mâm bí kíp này dữ lắm nha. Thì chủ xe không có lại ở đây thì em chắc cũng đứng chỗ em để tự xé tự gắp luôn rồi. Nếu chủ xe lại ở đây thì em nhờ xé dùm cái mâm bí kíp này. Cái mâm bí kíp này cũng không rẻ tiền nghe anh em. Lúc trước vậy anh em nói hoài à, mâm bí kíp này mấy triệu đó nghe anh em. Rồi cho mấy để mình gắp vô đi, bây giờ nghe tiếng máy này gắp cho được hai cục rồi nè. Hai cục nghe cho anh em nghe tiếng máy cái. Chiếc 67 của anh trai ở 67 ăn L2 nè. Để mình gắp xong gọi chơi. Nay làm tới 4 tài kia đó, thành ra bữa nay dồn xe hơi nhiều. Thì anh Trung đưa cho anh em nghe vui chơi thôi chứ thật sự chứ máy gáp vô đâu có tiếng động gì, có tiếng động làm sao em dám giao cho anh em được. Rồi đây là cái cục thứ hai là của anh Toàn ở Đồng Tháp nè. Anh Toàn thì tụi em khi mà gửi cho em cục máy không thiệt, nhưng mà em cũng vẫn phải bắt chạy thử ok mới giao cho anh em chứ không phải một bắt gáp thí vô giao liền. Nói chung cái nào như cái đó anh em ơi, 10 cái như một đưa vô là lụm à. Thì qua những tiếng máy cho anh em nghe cho nó vui á, giải trí mà. Thì em gáp vô đâu có lỗi được. Lỗi sao dám giao. Rồi bây giờ hai tài xong rồi còn tài thứ ba cho anh em nghe tiếng máy luôn. Rồi cái cục máy của anh Lê Thanh nè, tụi em gấp gọi hết trơn rồi nè. Cái cục này bữa nay không có kịp lên cái máy rồi. Cái cục này hẹn anh em lại tới ngày mai đi cho anh em nghe tiếng máy cái. Tụi em thì lên hoàn thiện xong xuôi hết trơn rồi nè. Cụ đề bỗng lóc liếc này kia ngon lành hết trơn rồi, đẹp rồi. Cái xe này anh nhờ tụi em sơn cái áo, áo thì gửi sơn rồi. Nặng ngày mơ còn bắt áo vô nữa, nay mới gấp hoàn thiện mới gấp vô à. Áp này, áo này sơn màu carbon nha anh em. Tem mà tem sơn luôn á. Chứ không có tem dán nha, tem sơn, áo sơn màu carbon. Thì qua cho anh em coi xương xương như đây để mà bắt lên xong xuôi chân rồi cho anh em coi nó dễ. Để cho anh em nghe cái tiếng máy của chiếc kim này cái. Cho anh em nghe tiếng máy chiếc kim mà cái kim nó để bắt xong anh dẫn câu này cho nó sáng luôn. Chúc cho anh em nghe tiếng máy chiếc neo xanh đó, neo xanh đó bữa ngày qua mà clip trước em cũng chưa nghe tiếng máy nữa. Cái này quá trời đồ chơi anh em ơi, bắt nhức cái đầu luôn anh em. Lum tùm la chi tiết này bắt không biết có lộn chi tiết nào không đó. Lừa hết trơn này. Quá trời đồ đạc. Máy này chủ xe này lên đồ chơi dữ lắm anh em. Để tụi em cũng gắng hoàn thiện chứ. Thì máy móc này kia vô ngon lành rồi. Để xem nó rửa cái sạch sẽ ra. Máy là ok rồi không có gì. Xe này để nữa tụi em chạy thử. Hoàn thiện xong thì em sẽ báo chủ xe lên lấy luôn cho rồi. Chiếc neo này và clip trước em có làm nè. Chiếc neo này em lên nguyên cái máy rồi nè. Chiếc neo này nguyên cái máy thái luôn. Cái này máy đời 21. Chung đồ đạc còn sáng rồi nè. Sáng đẹp lịch sự đàng hoàng. Chung những cái máy thái này em khỏi chê và đẳng cấp tiếng máy rồi. Máy dữ lắm.
với cái máy này đỏ lên anh em ơi. Chung những cái máy này là anh em nghe là khỏi chê đó. Ý em ơi, em hoàn thiện chiếc đường đêm nó là xong rồi. Như cái chiếc của anh Lê Thanh đó thì tụi em bắt máy móc bắt xong rồi chân rồi, còn áo sống là kia tụi em chuẩn bị gà xác coi còn thiếu gì không, thiếu gì thì tụi em mua nó ấp áo cho anh đó là rồi đó. Thì những cục máy hôm nay anh em gửi lên cho em cũng còn cù động rồi đó, thì em sẽ lên cái clip kế tiếp nữa. Nói chung em cũng làm ngày nào cũng làm, mà bữa nào em nghĩ làm thì em có thông báo sao thôi. Thì hôm gà những anh em nào gỡ máy cho em thì nhắc em nghe coi cái máy làm cái gì đó nhắc em. Những anh em nào có đi sửa xe thì cũng báo em trước để em sắp lịch làm, khi anh em làm bữa nay cũng ba ông tài vậy đó, làm đâu có kịp đâu, phải cù lên cái máy là ngày mai mới lên máy kịp đó. Khi anh em đi bất ngờ em đâu có lãnh làm được là gì. Rồi, nhà kia gian hẹn anh em nhiều cái clip kế tiếp nghe anh em. Bye anh em, chào anh em nha.